Đăng Khoa trân trọng kính chào quý thính giả trên làn sóng đài Sài Gòn 900 AM phát thanh tại thành phố Houston, và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình hội thoại cùng với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đến từ tổ chức BPSOS. Thưa anh Thắng, thì mấy ngày hôm nay đó, các đồng bào mà ở bên Tin Lành đó, họ đang bị cái sự truy lùng rất là gắt gao của Cộng sản Việt Nam. Ở đây nói về những cái đồng bào Tin Lành ở phía vùng Tây Nguyên đó. Thì thưa anh, là anh có nghĩ rằng là với cái vụ việc ở bên Đắk Lắk như vậy, nó sẽ là một cái cớ để mà Cộng sản Việt Nam họ có thêm những cái hành động đàn áp hay không? Chúng ta thường biết rằng là Việt Nam đôi khi họ hay nhằm gọi là đánh lận con đen á, để mà đánh lừa dư luận, đánh lừa người dân, và chủ yếu á đàn áp đối với những sắc dân mà theo những tôn giáo ví dụ như Tin Lành, thưa anh. À vâng, chắc chắn. Tôi không nghĩ là họ dàn dựng lên cái sự việc là bị một nhóm người tấn công vào cái đồn công an và giật súng ống này kia và bắn chết một vài cán bộ và hai người dân. Tuy nhiên họ lợi dụng, và chúng tôi thấy rất rõ, rất nhiều nhóm Tây Nguyên đã gửi cho chúng tôi những cái hình ảnh và cái video, và chúng tôi phải gửi ngay lại cái thông điệp rằng hãy ngưng ngay, đừng có truyền bá những cái hình ảnh và video đó, bởi vì nó không biết xuất xứ ở đâu. Và rất rõ ràng là nó không có dính gì tới cái vụ mà bạo động vừa rồi có vũ trang, bởi vì những cái hình ảnh này là những hình ảnh của một toán người có vẻ như có tổ chức, có vẻ như có đội ngũ, có súng ống, mặc áo rằn ri, và thậm chí có một cái video cho thấy rằng mấy người này có vẻ như vừa mới từ một cái xe vận tải đổ con xuống. Hay là cái này rất có thể là chính người của nhà nước Việt Nam dàn dựng lên để rồi cáo buộc cho người Tây Nguyên. Và cái sự tương phản nó rất rõ ràng, bởi những người này và những cái người mà bị công an bắt, hay sau đó 26 người bị bắt đó, thì mặt mũi họ khác nhau, trang phục họ khác nhau. Những người bị bắt không hề có súng ống gì cả, tức là họ đột nhập vào cái đồn công an rồi họ giật được súng, chứ không phải là họ có sẵn những khẩu súng mà khẩu súng tiểu liên như là trong cái video. Thành ra đây là hai cái sự kiện không dính gì với nhau hết, và cái hình ảnh trong video có thể là dàn dựng lên, do chính nhà nước Việt Nam dàn dựng lên để đổ lỗi qua cho những người Tây Nguyên. Thành ra tôi phải cảnh báo ngay các cái tòa đại sứ để mà họ, bởi họ cũng rất là hoang mang. Họ liên lạc với nhau, liên báo với tôi hỏi chuyện gì xảy ra, có ai nắm được thông tin hay không, thì lập tức thì chúng tôi gửi ngay một cái bản báo cáo kích nói gửi đến cho tất cả các tòa đại sứ mà chúng tôi quen biết và liên lạc thường xuyên. Dạ vâng, chúng ta sẽ cùng chờ xem là trong thời gian sắp tới thì cái vụ việc này nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà rõ ràng đây là một lời cảnh tỉnh và cảnh báo cho những việc mà nó có thể xảy ra trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn Thắng rất là nhiều, và chúc cho anh một buổi sáng thật nhiều bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những lần hội thoại sắp tới. Xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ.